Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Và mình là Tiểu Sư Phụ Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký và sử dụng cơ bản ứng dụng ví BlackWallet Ở trên ứng dụng CH Chrome của chúng ta Đây là một ứng dụng ví phổ biến nhất của đồng coin ICP Hay còn gọi là Internet Computer Đây là một đồng coi rất là tiềm năng và hiện tại đang xếp hạng ở vị trí thứ 37 ở trên bảng xếp hạng của CoinMarketCap nhé. Ngoài ra thì các bạn có thể tham khảo thêm về cái À, dự án à, của cái đồng token Internet Computer này ở trên trang à, trang chủ của nó nhé à, Definity.org Đấy thì các bạn có thể thấy là đây là trang chủ của cái dự án à, Internet Computer Đấy thì các bạn có thể xem tất cả những thông tin cũng như là à, đội ngũ và lộ trình phát triển của cái dự án này Đây là một dự án cực kỳ tiềm năng và nó đang ngày càng phát triển nha. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký và sử dụng cái ứng dụng ví Plus Wallet để chúng ta có thể uh, lưu trữ và uh, gửi và nhận cái đồng token uh, C uh, ICP cũng như là cái hệ sinh thái của cái dự án này ở trên cái nền tảng này nhá. Đấy thì uh, đầu tiên các bạn sẽ truy cập vào cái trang chủ của cái uh, ứng dụng ví Plus Wallet đó là Black Wallet ooo này đây, đây là cái à, địa chỉ của nó nhé, các bạn ấn vào phần download for Chrome để các bạn có thể tải cái ứng dụng ví này về ở trên CH Chrome của chúng ta, các bạn nhấn vào thêm vào CH Chrome này, sau đó các bạn nhấn thêm tiện ích, đấy, sau đấy thì nó sẽ à, download và nó sẽ cài đặt vào cái ứng dụng của chúng ta, thì các bạn sẽ à, có thể ấn vào phần tiện ích này này, thì các bạn có thể ấn vào gim để các bạn hiển thị cái ứng dụng ví này nó ra phía ngoài. Cái biểu tượng của nó là cái phích cắm điện nha các bạn. Các bạn click vào. Thì ở đây nó có hai phần là import wallet và create wallet. Thì import có nghĩa là các bạn sẽ có sẵn chuỗi 12 ký tự uh, sheet face rồi. Thì các bạn chỉ việc đăng nhập vào thôi. Còn create wallet là chúng ta sẽ tạo mới. Ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách create wallet nhá. Tạo một cái uh, ví mới nhá. Chúng ta sẽ nhập mật khẩu Sau đấy các bạn nhấn iMac uh, 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 password này. Ở đây thì nó sẽ hiển thị cho các bạn chuỗi 12 ký tự để các bạn có thể lưu lại nhé. Thì các bạn cần phải lưu lại chuỗi uh, 12 ký tự này bởi vì đây xem như là cái uh, chìa khóa để có thể bảo mật được cái ví của bạn cũng như là phục hồi ví của bạn khi mà các bạn bị mất uh, thiết bị hoặc là các bạn muốn uh, đăng nhập sang một cái thiết bị khác. Ngoài ra thì cái việc mất Uh, chuỗi 12 ký tự này ấy, thì có nghĩa là các bạn sẽ bị uh, bị kiểm soát cái ví nếu như người khác có được chuối 12 ký tự thì họ sẽ có quyền uh, truy cập vào ví của bạn và sử dụng tài sản của bạn ở trong cái ví này nhá Đấy Thế nên là các bạn uh, phải lưu lại và bảo mật nó một cách uh, đặc biệt nhất nhá. Đấy, ở đây là chuỗi 12 ký tự này các bạn có thể chụp ảnh hoặc là ghi vào tờ giấy lưu lại ở một nơi an toàn sau đó các bạn nhấn continue. Ok thì các bạn sẽ thấy là à, cái ví này nó không cần phải phục hồi gì cả, chúng ta có thể đăng nhập vào luôn. Đây, các bạn có thể đăng nhập vào bằng cách là click lại vào cái biểu tượng sau đấy các bạn nhập mật khẩu. Sau đó các bạn nhấn unlock wallet thì các bạn sẽ thấy được là cái ứng dụng ví của chúng ta đã được cài đặt xong và đây nó có hai phần cơ bản À, chức năng chính của nó là deposit Tức là à, gửi và à, Tức là nhận và gửi Deposit tức là các bạn sẽ à, nhận cái đồng token Đây, thì các bạn có thể là à, Copy cái địa chỉ ví này Copy cái địa chỉ ví đây Đây chỉ là cái địa chỉ ví nhé, các bạn copy Thì các bạn sẽ thấy là địa chỉ ví nó sẽ có cái à, Dạng như thế này Đấy Nó khá là đặc biệt và nó khá là khác So với những cái À, địa chỉ ví như là eth hoặc là tron hoặc là solana thì nó không có cái phần gạch gạch ngắn này, không có phần gạch ngang này thì cái chuỗi ví của cái à, à, dự án internet computer thì nó sẽ có dạng như thế này, các bạn lưu ý nhá. Ok, thì để có thể là gửi và nhận đấy thì các bạn sẽ thấy này, nhận thì các bạn chỉ cần lấy cái địa chỉ ví đấy là các bạn có thể nhận thôi, bạn copy này. Là các bạn có thể dùng cái địa chỉ ví này để các bạn có thể nhận được cái đồng token uh, icp cũng như là uh, những cái token ở trên hệ sinh thái của icp thì các bạn đều nhận được thông qua cái uh, địa chỉ ví ở đây nhá. còn sen này các bạn nhấn sen này sen thì các bạn sẽ điền uh, id hoặc là ơ cao id nó có hai phần nhé. một là uh, print key phone id này hai là ơ cao id thì tức là nó có hai phần thì các bạn có thể điền địa, bất kỳ một phần nào tức là địa chỉ ví này đấy. sau đấy các bạn nhấn continue ở đây mình lấy ví dụ khi các bạn muốn send token thì các bạn ấn vào send các bạn chọn à, địa chỉ ví mà các bạn muốn send sau đó các bạn nhấn vào à, nhập số lượng này, ví dụ là 0.1 đấy, sau đó đấy các bạn nhấn continue thì các bạn sẽ thực hiện confirm và các bạn sẽ có thể gửi được cái đồng token ICP. Hoặc là các bạn chọn những cái đồng token ở trên cái hệ sinh thái của à, ICP để các bạn có thể gửi nhá Đấy. Thì đấy là cách sử dụng cơ bản nhận và gửi đồng token. Đấy. Nhận thì chúng ta sẽ có là account ID hoặc là à, cái địa chỉ ví của chúng ta. Account ID thì nó lại có dạng như thế này. Các bạn xem này. Đấy. ngoài ra thì để có thể mua được cái cái đồng icp ấy, thì các bạn có thể lên các cái sàn rất là lớn ở trên uh, ở trên thị trường uh, các sàn như là sàn binance, sàn coinbase, sàn bybit, sàn hubi, sàn kucoin thì các bạn có thể mua được cái đồng token này và các bạn hoàn toàn có thể uh, rút được cái đồng token uh, về cái để chi ví này của chúng ta để các bạn có thể giao dịch cũng như là uh, thực hiện những cái uh, lệnh uh, gửi nhận rồi là Uh, tham gia vào những cái dự án ở trên hệ sinh thái của uh, dự án internet computer nha ok như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn về cách đăng ký và sử dụng uh, cơ bản về cái ứng dụng uh, plus wallet của cái đồng coi internet computer một cái hệ sinh thái mới và rất là tiềm năng thì các bạn có thể tham khảo và À, làm theo hướng dẫn của mình để có thể thực hiện được nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiền Sư Phụ. Những cái gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video. Mình sẽ giải đáp giúp cho bạn nhé. Chúc cho bạn luôn luôn kiếm được thật nhiều coi và kiếm được thật nhiều tiền. Nhớ nhé, nhấn đăng ký, nhấn quả chuông để luôn được update những dự án mới nhất, uy tín nhất đến từ channel của Tiền Sư Phụ. Còn bây giờ, xin thân ái, chào và hẹn gặp lại.